Sắp tới đây, học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ được đi xe buýt miễn phí đến trường. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành hcm Hồ Chí Minh, hiện nay mặc dù đã trợ giá xe buýt cho học sinh, nhưng do việc phân tuyến phân luồng chưa phù hợp, việc tiếp cận xe buýt khó khăn, xe chạy chưa đúng giờ nên học sinh đi xe buýt ngày càng giảm, nhất là tại các huyện ngoại thành. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất với Hội đồng Nhân dân thành phố miễn phí xe buýt cho học sinh. Tại chương trình lắng nghe và trao đổi của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng đề xuất này phù hợp với thực tiễn và ngân sách thành phố có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, bà Tâm cũng cho rằng người dân còn phàn nàn về việc nhiều lái xe buýt thấy khách thuộc đối tượng miễn giảm như là người lớn tuổi, người khuyết tật, trẻ em thì bỏ chạm hoặc là luôn có thái độ không tốt. Chương trình miễn phí xe buýt cho học sinh nhận được sự đồng tình của người dân bởi cha mẹ sẽ không cần phải đưa đón con đi học gây ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó thì nhiều gia đình cũng tiết giảm được chút kinh phí. Tuy nhiên nếu như xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh không khắc phục được những vấn đề như hiện nay thì cũng rất khó để các gia đình có thể yên tâm cho con em đi xe buýt đến trường.